Các bạn nhận được thông báo bất ngờ của ban tổ chức về một chuyến đi dã ngoại cho cả nhóm. Tuấn Khôi cũng đã kịp trở về để cùng tham gia với các bạn. Vừa đặt chân đến khu du lịch Tre Việt, Tường Vi đã có một hành động hơi khó hiểu. Nhưng mà cái này em cũng đã nói với Thiên rồi. Em mới nghĩ là cực kỳ giận. Hả? Thôi, em đi. What a bitch. Bà này còn ghét nhiệt tình nữa. Bí mật. Em ngất đây, chị đỡ em đi. Thôi, nhưng mà em quá nặng nên chị đành thả vậy. Em tưởng chị đang nghĩ á. Thế à? Ừ. Tớ thấy hai người hợp nhau mà. Để em xin xe em, để em ngồi trên nó thấy. Tội nghiệp anh Thông quá à? Đừng có giận em nhé. Chị không giận em đâu, nhưng chị tưởng như tội nghiệp anh Thông, chị không giận em. Anh Thông không có thật lòng đâu, để tội nghiệp. Tại thấy tưởng là ông thật lòng thì tội nghiệp đâu. Chưa sao ta? Và tin tức đống trời cứ thế được truyền tai nhau. Na và Linh vẫn đang rất bàng hoàng. Đâu? Vi nói. Để Vi luôn. Ừ. Gặp Vi ẩn đó. Thế hả? Ừ. Đúng không? Ừ. Xem tớ là thương với người. Không phải. Vậy dễ mới hay. Không biết chưa? Chưa biết đó. Mà em nghĩ chắc khôn á, nhìn khôn chắc không biết. Nhìn là thấy khôn rồi. Nhìn cái đám kiến là thấy khôn rồi. Em hả anh biết chưa? Lâu rồi. Có người nào? Có mặt phao phao là được quyền hết. 3 ngày trước. Nhìn mình chưa không nổi. Ai à? Không biết cách đây mấy ngày. Vậy hả? Sao em biết? Ủa sao mà sao máy diễn sâu vậy? Em mà đi tầm xe. Quay trọng không nói được cũng mất. Chị em phải nghi ngờ. Có vẻ nội bộ các thành viên đang có sự tách biệt. Chèo chèo thử coi sao. Đi rồi. Đi. Đi. Thịnh Thúng đi không? Đi hết. Đi Thịnh Thúng rồi. Nhưng mà em thúng quá. Đi hết luôn đi. Nhiều đi. Cho nó vui. Em quay em không? Đừng có bỏ chửi. Đi lại lượt kia. Đi lượt kia. Mấy cái đó thì không được. Con dâu rồi. Tính tiền đi. Cảm ơn chú Tuấn, có lẽ à. Anh mệt á. Mệt mỏi. Vậy xíu anh cứ lên xuồng đi rồi có gì Vi chèo cho. Anh chưa có hứng chơi, chút xíu nữa cho. Tụi nó tách bày với anh rồi. Cãi đi em. Bơ đi mà sống. Anh hãy nhớ câu bơ đi mà sống. Có anh quan tâm gì đâu mà. Ừ, anh có quan tâm đâu. Không bán. Tao đi chơi mà, phải chơi nhóm nó vui hiểu không? Ừ. Phải em kéo quá chứ. Anh đâu quan tâm nó làm gì. Em chả quan tâm, em chả thích luôn á. Nhớ tàu lao. Bớt vẩn. Thúng một thúng mấy người? Em thúng được 3 người. Thúng được 3 người thì phải 2 thúng. Thúng ca dắt kìa, có ca dắt kìa. Thúng vui hơn. Ca dắt là phải đi suối mới đã. Thúng đi. Mấy biết chèo. Thì bởi em biết đi. Cái nào không biết phải chơi, thúng dạ. Anh chơi luôn. Có menu đồ ăn. Sao chỉ đi qua lại vậy? Ê, nhìn anh Thông như con cái heo mắc cạn vậy đó. Cái đồ ăn ở đây là anh Khôi. Thực ra là không đáng để mình quan tâm. Thôi đừng nói rồi, quay. Bảo có kê cho nó mát đây. Đi không thì cũng không bị rơi nước đâu. Ngồi chung chung với em nè. Ngồi chung là thương hiền mà. Con đi rồi nó mất vui đó. Em tụi em chơi. Ba đứa đang hút thuốc. Cái lạnh, cố tình lạnh xin thuốc bắt chuyện đó. Lại cho xin em cho em xin đứa thuốc nha. Mới cầm gói thuốc lên đó. Nó bỏ thuốc ở bàn luôn, đi ra chỗ kem.
ở bên kia. Anh thấy quê không? Ai vậy? Ba đứa đó, cả thông đầu. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà biết chuyện là bọn nó là bị tẩy chay ngay à? Con gái không sao nhưng mà con trai thì hơi... Con gái thì bình thường. Nghe thương với Linh nó thì bình thường. Tại vì bọn em chơi cũng thân. Linh còn mở miệng ra nói tội không đi chứ, trời ơi, gì đâu tội. Nó ăn 1 cây rồi. Đâu, đây à, đây không? Em không được gục ngã, quá à. Anh muốn nhìn thấy em cười. Đường nó vô não em rồi, phải không? Coi chừng nước áo phao. Kể đi, để lên. Bye bye mấy cưng. Thế là kể ra thì ông cũng chắc là cũng chịu sốc. Hồi sáng là làm cho em biết bao nhiêu. Hồi sáng dán tùm lum, dán trên xe em với chứ trời, nổi, em nổi điên. Em ghét. Em dùng tôi dán nó giảm. Xong đi làm. Xong kêu lấy nước á. Kêu lấy nước xong rồi trong cái chai nước á, cũng ghi tờ giấy. Em nổi điên chứ gì. Sao cô gái thời thập niên 70 vậy? Ờ. Ít ai biết rằng cái món quà được cho là sến súa đó, bà Thông đã phải dậy từ sáng sớm và dùng hết mọi tâm huyết vào đó. Khi mà Vi mở mắt dậy thì ví dụ như đây là dành cho một cái lon cà phê sữa đá hay Vi bữa thấy Vi uống nên mình sẽ chọn đó. Thì đây là dành cho buổi sáng tươi tỉnh, đây là dán trên gương một ngày mới vui vẻ như em, đây là thí dụ ở đây, còn đây là trên xe là lái xe cẩn thận như em, ví dụ như vậy, đại khái như vậy, mình đại khái thôi. Năm giờ mình chỉ còn có không vẹn tầm mười mấy tiếng để mình chuẩn bị thôi. Và mình còn cả một clip nữa. Mình nói chung là đang khá là nhiều chuyện. Bà Thông đã dậy từ sớm, dán những tờ giấy gửi gắm cho Tường Vi. Hy vọng Vi sẽ cảm nhận được tấm chân tình của bà Thông. Tuy nhiên, chuyện tình yêu đôi khi lại rất khó nói. Động lòng không? Chẳng thấy động lòng nào, cảm thấy kinh khủng. Ai lại cua một cách... Em là phải là kiểu con gái đó. Sến rồi. Sến, sến. Sến mà không thực tế, anh biết không? Mấy cái chuyện đó dễ làm lắm. Ai làm cũng được hết á. Nó không có thể hiện gì mà cái tấm lòng này nọ hết. Quẹo, quẹo. Được rồi, đừng có lo, đừng có lo. Đặt hết nó cho đẹp nó vậy đi. Rồi rồi, không, không chờ bên hông. Để quay vòng tròn đó má, thấy chưa? Đó rồi nè. Hay quá. Hay quá. Mình có đi chứ không? Má có hiện nó sao đua lại má. Chưa, chơi ngu vậy. Cái thuyền nó là thuyền nó để dùng để lướt mà. Các bạn kém quá. Kém lắm nè, đụng nè. Lẹ không? Đụng nè. Em sợ hãi quá. Đụng quá, đụng quá. Đó, cái này là lớp. À, đụng là qua nó lật lắm. Mình không có lật đâu. Khó lật lắm. Cái đây nó mỏng hơn, là hơn. Qua đụng đi. Ra đây nước sạch hơn ở trong nè. Giữa bầu không khí căng thẳng, người ta vẫn thấy có hai con người dường như đã trở về trạng thái bình thường. Anh gì vậy? Sao? Mà anh có cách biệt gì với anh Nghị không? Hả? Có cách biệt gì với anh Nghị không? Không có đâu. Sao vậy? Mà sao anh cảm giác như là anh bị cách ly á?
cách ly với ai? Thấy mọi người cứ đi chung với nhau á. À, đâu có đâu. Đâu có gì đâu đúng không? Không. Sao con nghỉ không tham gia? Dạ. Nghỉ đâu rồi? Nghỉ ở trên bờ á. Vi cũng muốn tham gia nhưng mà anh nghỉ nữa. Ô, tụi nó đâu hết rồi? Đâu rồi? Như kia kìa. Vô rồi, quay lại. Quay lại đi. Vô bờ được kìa. Vô bờ được kìa. Sau mọi biến cố, Khôi và Thương đã có thể nói chuyện một cách tự nhiên với nhau. Như Vi với anh Nghị hôm nay là công, hết luôn. Công khai rồi đó. Công khai rồi đó. Ôi, coi cái quả kia đẹp quá kìa. Tới đó coi cái gì vậy? Tờ để bích hoa đi ha. Tại vì anh Thông bữa nay tính làm clip tặng Vi á. Mà vậy chắc anh Thông không chiếu luôn quá. Gì đó hả? Ừ. Không biết cái này cái gì. Cái bưởi đó. Phải. Để bứt cho tặng mấy bạn nữ mỗi bạn một bông. Đây. Em giữ cái này nha. Giữ đi. Đây nhỉ. Ăn được không trời? Trái này chế gì ta? Nè. Đúng rồi. Ê, không thơm. Thơm à anh, thơm lắm. Anh bứt ra. Ê, sao giống hoa lài quá vậy? Mùi nó y như hoa lài vậy. Thêm hai cái nữa cho Linh với Na đi. Té 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 rồi. Thôi được rồi em ơi. Mình có hai này thôi. Cho. Ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Chúng ta như là vợ chồng ngư dân hàng ngày cũng biết bứt hoa hái trái để bán lấy tiền sinh sống. Mẹ sao cái bà từ từ rồi để cái gì nè, từ để em rồi vậy đó rồi rồi à. Em mặc cái này cứ như là em không mặc quần vậy á, chào lắm đúng không hai đứa. Trời ơi, em thấy cái thuyền nó đâu cần ngồi trên đùi đâu. Ngồi đâu má, ngồi cái cục này nè, đau đến mà chết luôn. Đâu rồi? Ngươi mất đít em. Đít hả? Đụng em đi, chị đụng em đi. Má chị chuyên nghiệp luôn á. Nè. Thái hơi sợ, nhà Thái đâu vậy? Thái bên kia kìa. Dừng lại đi. Không ăn được đâu, có độc đấy. Có pha đó nè, pha đó. Dừng lại đi, để tôi dí theo coi. Chờ em đi. Mặt Linh có vẻ khoan, mặt Linh có vẻ khoan khoái quá vậy. Chị bị lên là em nóng muốn chết rồi. Oh man. Mẹ muốn chết luôn. Trong khi đó, Nghị và Vi đã thực sự tự tách mình ra khỏi mọi người và thể hiện một cách công khai. Không biết. Anh thấy chơi cuộc chơi, cuộc thi này anh được gì và mất gì? Được gì á? Được cái là biết tình cảm nhau. Nhưng mà cũng chưa, không phải là ấy lắm. Cái đối tượng nó tầm thường quá. Bình thường. Tầm thường thì không đúng, bình thường. Em buồn ngủ quá à. Hôm qua ngủ được có ha. Trai nhà giàu là xong rồi. Đúng không? Trời, em gặp thiếu gì trai nhà giàu, anh nói sao vậy nghỉ? Đi nhà được trai rồi. Thậm chí bây giờ có người còn nhắn tin cho em hoài mà em không thèm trả lời nè. Đây. Đây à. Không có đi đâu nữa. Thế nào? Anh làm gì biết? Thì đó. Bởi vậy cứ vậy hoài, cãi lộn hoài. Nhưng mà em có nhắn tin lại cho người ta đâu. Người ta thích em, người ta nhắn tin cho em thôi. Câu của em nói anh là sao biết á, nói hoài. Thì anh không biết người đó đâu. Nghe người đó nói chuyện nè. Người ta chung thủy, người ta có như lăng nhăng đâu. Hả? Không biết mọi thứ. Gì? Em nói giỡn thôi, có ai đâu. Không nói gì chứ. Không có đi đâu.
giống như đầy lừa dối luôn. Từ lúc anh mới đặt chân vào căn nhà cho tới cái ngày thứ ba. Bây giờ vẫn có sự lừa dối mà. Nó đỏ hơn nhiều. Em đang lừa dối anh mà. Nhưng mà anh chỉ hy vọng em không thấy vậy. Anh đang tính nói. Tính nói gì? Anh đang tính nói cuộc thi này đầy sự lừa dối nhưng anh hy vọng em không có phải vậy. Dài luôn. Hôm nay không được à? Hôm nay không được. Bình thường là nãy giờ là anh nhắm rồi đó. Hôm nay em... cái limit của em rồi. Hôm nay em... hôm nay em mà nhìn anh nữa là em khóc á. Sao vậy? Sáng giờ đang bị buồn. Bị sao? Bị buồn rồi. Bị bẻ hợp đồng buồn rồi. Đồng sáng thứ hai đi chụp hình. Đi đứa rồi. Hết hết hồn. Bị liệu mà. Là sao vậy? Vì sao vậy? Em không chuẩn bị tâm lý chứ là có chị đi tới à? Không phải, em hay bị liệu á. Bà ở nhà trọ hả? Có nước dừa nè. Nước. Này bả không? Với cơm thôi. À cơm tốt rồi. Hết rồi. Em chem rồi, cho em chem nào. Cho trái dừa luôn ơi em ơi. Em chem rồi chị. Cho trái dừa. Hai trái. Hai trái gì vậy? Cái xoài à? Ba trái. Ba trái luôn. Hoa. Hoa đâu vậy? Ủa có được cơm luôn hả? Anh ơi, vợ em đặc biệt hái cái trái này cho anh á, để sau này anh đi diễn kịch á, anh không có cần phải mua mút, anh đậu nhờ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đi với mẹ đang ngủ nó chơi thương với mẹ đang ngủ. Tao biết. Tụi em có chương trình đi. Hồi nãy mẹ kể á, mấy ba ông đó lơ nghị kiểu tẩy chay á, hiểu không? Không, em đâu có lơ. Dạ, không có đồ gì, con không có lơ. Hồi nãy nghị tới nghị ấy cái thuốc á, nghị xin thuốc để kiểu hòa nhập với mọi người á. Ừ. Ba bỏ cái bao thuốc đó xong đi luôn. Vậy hả? Ờ. Thể hiện thái độ vậy luôn á. Nhưng mà có gì đâu ta, ví dụ ông Thông là vụ em nè, còn ông Thạch là hùa theo hả? Ừ, kiểu vậy. À, ông Khôi có không? Em không biết nhưng mà kiểu cũng đi luôn á. Xong nghĩ nó là ba người đó tẩy chay kiểu như là ấy vậy chơi sao vui. Nếu không chơi thì kiểu tại vì ông đã mở lòng, ông hòa hợp trước rồi mà kiểu không chịu. Chơi vậy sao vui? Người ta không thích mình mà mình cứ dây vô người ta sao được. Đúng không? Thành ra ông ghét ông nằm luôn, nó mệt chứ. Chơi mà. Tự nhiên bây giờ em thôi. Chứ ông Thông cực kỳ luôn. Thấy kiểu tính con gái á, tính đàn bà á. Bây giờ ra nổi thằng Thảnh hết luôn đi. Ra nổi công khai luôn hả? Không, không cần đâu. Giờ như mọi người đã biết hết rồi, đâu cần công khai đâu. Đúng không? Chị Hải mọi người có biết ai là cặp đôi chị Hải không? Thôi khỏi đi, mọi người biết hết rồi. Bây giờ chị hỏi thì cũng kiểu nếu như mà trả lời không biết á thì cũng kiểu dối lòng thôi, hiểu không? Còn với lại bọn em muốn công khai mà. Bọn em không muốn giấu nữa. Thành ra anh Thông rủ anh Nghị qua chơi chung với. Hả? Nghị đâu? Đằng sau á. Nghị. Lát nữa thương nói là lát nữa sẽ họp mọi người lại. Họ mọi người lại nói. Không, anh Thạch rủ em rồi. Hả? Nói gì nha? Đi đi chỗ đừng nói. Cái gì? Mọi nỗ lực hàn gắn của Thương xem ra không có kết quả. Và nó chỉ khiến cho mọi việc trở nên nặng nề hơn. Cái gì vậy?
là vui kìa. Chứ em thấy cứ bị cách biệt so với mọi người làm sao á. Tôi nghĩ là em chắc, còn nữ thì em không chắc. Tới thời điểm này rồi á, mọi người cứ sống thật, ai chơi thì chơi, không chơi được thì thôi. Nhưng mà biết sao, anh rất muốn hành động với các anh, nhưng mà anh không có... Để cho anh khi nào anh vô. Về kỹ năng hòa nhập, nó là người tốt nhất. Đúng không? Đúng không? Về kỹ năng hòa nhập, nghĩ là người tốt nhất, người có khả năng cao nhất, tốt nhất trong các nhóm. Mình lúc nào cũng yêu cơm, cười nói vui vẻ, chứ đâu phải là cái gì. Là em đừng có nghĩ như vậy. Không. Cũng qua là thật sự ở trên đời này, nếu mà muốn cho hai với bản thân anh hai chân, hai muốn anh sẽ làm thôi. Có nhiều chuyện là anh biết đêm với đêm này nó sẽ không ra gì, nó sẽ không có một kết quả gì tốt, nhưng anh muốn thì anh làm thôi. Hai mẹ anh có gì mà không, anh thật sự anh chắc chắn nói giùm thật luôn, bình thường không có gì hết. Anh bình thường, thật cũng bình thường. Còn mình bình thường mà. Thôi ơi, tới lúc này anh khuyên em một câu, em cứ sống cho bản thân em thôi. Tha lỏng thôi. Mọi người biết hết rồi, mà chưa? Mọi người hiểu. Em biết cái áo dưa hấu là chị lại chôn. Nhưng mà em không biết. Chị đâu biết đâu, chị đâu hiểu gì đâu. Hai đứa mình như sống cùng chuồng nhau hết rồi. Em cứ sống bản thân em đi. Những cái đầu thì ok. Mình cố gắng hết sức thôi. Hoài Thương đã hẹn riêng một cuộc gặp với Bá Thông. Bây giờ anh thấy sao? Trước khi thở là chả phải thở dài đó. Đó là câu trả lời của anh. Thở dài là cho cái câu mà cạn lời hả? Ừ, cũng có thể là vậy. Anh nghĩ là người cũ của Vi mà đã từng quen nhau trong quá khứ rồi, giờ đã chia tay nhau rồi. Thì bỏ qua đi, nhưng bây giờ nó vậy là sao? Dễ thân chi? Rồi thì anh cũng biết rồi. Nói chung là nó mất 10 triệu rồi đó. 100 triệu. 100 triệu hay 10 triệu? 100 triệu. 10. Chuyến du lịch Hàn Quốc mà. Du lịch Hàn Quốc hả? Ừ. Vậy là mất rồi đó. Thật ra thì anh biết sao, có bữa thì Vi cũng khóc rất là nhiều. Các ngày thứ ba Vi khóc. Vi nói là Vi không có muốn làm tổn thương ai hết. Tại vì cái lúc đó là anh nói cái gì với Vi là có như là nếu mà biết Vi là người bí ẩn thì anh sẽ rất là đau lòng ấy. Mà nên nói chung là bây giờ hai bên mà khó xử với nhau thì Vi là người rất là khổ tâm. Anh chưa thấy sự khổ tâm của Vi. Và anh đang thấy sự nhẫn tâm của Vi nhiều hơn là khổ tâm. Ví dụ mình chỉ gặp nhau 10 ngày thôi. Ok, nói chung là chuyện nó bỏ qua đi. Bây giờ chuyện gì anh thấy á, anh là một người thật sự là anh là một người rất là nhanh gọn lẹ. Anh không khe về nghĩ là cặp đó bí ẩn là mà khiến bị gọi là mình cách ly họ ra. Thật sự á, trong đầu anh cũng nào cũng nghĩ á, tại vì nếu mà vậy là nó quá bậy. Cặp đôi này quá bậy. Cặp đôi tham gia chương trình rất là ẩu. Một là thử thách tình yêu của mình với là một cái giải thưởng. Hai là bạn sẽ mất tình yêu của mình rõ ràng. Nói chung là hơi ẩu vấn đề đó. Nếu mà tất nhiên mình tạo cơ hội để mình mất nhau vậy. Có giấu được tình cảm của mình đúng không? Nói chung là đã phá vỡ cái quy ước lúc đầu khi với chương trình. Thì cái chuyện đó anh không muốn khe nữa. Bây giờ vấn đề á là anh bây giờ anh không còn chơi game show nữa. Tuy anh đang trong game show nhưng anh không còn chơi game show nữa. Tâm lý của anh là bây giờ anh không còn chơi game show nữa. Và anh thích cái gì thì anh làm đó thôi. Riêng chuyện anh đi Vi xong. Còn việc em muốn hòa đồng mọi người, em muốn thì em cứ làm. Anh chỉ nói một câu, bên anh bình thường. Vậy thôi, còn mọi chuyện. Chuyện này phải có hai bên. Thay chẳng lẽ bây giờ anh phải đi nói Nghị ơi có hiểu làm gì không? Bây giờ thật sự bản thân anh không còn cảm xúc để làm những vấn đề đó nữa.